Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
núi cao biển rộng mênh mông là con rước phải đền công sanh thành.
Điên phu lan trăng tròn bình bình nhớ mẹ cha canh cánh bên lòng. Cha còn như ngọn đèn trong, mẹ còn như ánh trăng rằm trung thu. Để thấy rõ trong các kinh điển đề cập đến công ơn cha mẹ tiêu biểu nhất là trong kinh Vô Lăng Bồ. Kinh này diễn dương tấm gương báo hiếu rất đặc biệt của tôn giả Mục Kiền Liên, mà điển hình suốt cả ngàn đời Đức Phật đã trinh linh di giáo cho hàng Phật tử chúng ta phải lấy đó làm gương. Một người con muốn báo hiếu cha mẹ trước hết phải biết ăn chay niệm Phật, đến chùa giao duyên quy y Tam Bảo. Trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng nỗ lực tu trì định giới, thúc niệm thân tâm quân tu ba nghiệp. Chúng ta tin sự bố thí cúng dường là áp dụng tốt lành cho kẻ bần cùng. Với những tiền thân đó, chúng ta có thể phát tâm cao cả, giật mạnh hơn, vận dụng một giải trí mạnh để gieo đủ phước điền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Kim Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng đã từ bi chứng minh cho rồi, và còn thanh nhẹ cho chúng con người pháp những lời vô cùng thiết thực. Chúng con nguyện ghi nhớ phụng hành và đầu hành những lời cúng dường tam quán. Như Phật tạm cỡ Nam mô Hiền Tòa Tư Tôn Tịnh Đức Tăng Già Tạo ra đời để giống như thần Phật đi qua.
lên xe mà quay nãy ông nói người chuyển bác đâu rồi. Cho mua coi này nè, cho tấm hình của mọi nè. Ở bên cái chỗ mà ăn bánh mì nha. Chú mình cho cái cho mọi coi tấm đó. Không được, mình phải ra đi. Quay phim, quay phim.